Để bây giờ mình sẽ đi vô cái cung đường mà cung đường cặp bờ hồ đẹp nhất ở đây nha. Theo mình là đẹp nhất nha, tại vì không nó cặp cặp mà nhiều cây lá đỏ nha. Nó khá là hẹp. Ồ, nhìn đẹp luôn. Nãy giờ không gặp em Việt Nam rồi nhỉ? Chưa, em Việt Nam mới tầm 11 giờ. Bây giờ mấy em mới bắt đầu đi từ dưới ga đi lên á. Đẹp chưa? Trời ơi thôi. Ồ, khúc này chụp đẹp này. Tấm này đẹp này. Tấm đẹp này. Đã trèo súp nha. Cái này trèo súp à. Ồ, góc này đẹp này. Nó đỏ mà. Không biết gì à. Đây cạnh cạnh lá nha mọi người. Nó màu đỏ ra, chuyển sang đỏ rồi nè. Mọi người cháy rồi. Cái thông à. Chạy vợ trên cò, dân vợ đi chơi à. Đẹp chưa mọi người? Đẹp ghê luôn á. Đó, mọi người thấy cung đường lá rụng nè, này là mưa nè, nên là nó bết rồi. Cái mặt nước của hồ là màu xanh ngọc bích nha, nhưng mà lá lại màu đỏ nha. Ôi, phản chiếu nhìn đẹp cực kỳ luôn nè. Đấy, bây giờ mọi người nhìn nguyên cung đường này. Đi bộ tới khúc mà đẹp nhất khúc này á, đẹp chưa? Thọ nhìn mắc mơ luôn nữa nè, nhìn nó thơ mộng lắm nha mọi người. Đất lá phê phê. Ui, gió bay, lá bay. đi ra người có con bốn rồi. Đẹp chưa bà con ơi? Wow. Hôm nay mình đẹp trai lạ thường nha bà con. Ồ, khúc này đẹp lại vô anh em ơi. Rồi, thấy chưa? Đi. Khúc này nhìn mọi người nhìn luôn. Đó, nhìn view đẹp chưa? Ôi ôi. Này mà có người yêu ha, nắm tay người yêu đi. Đẹp lắm. Đi gần như là mình đang vô rừng nha. Mình đi khoảng tầm 2 cây số nó sẽ tới một cái căn nhà gỗ, chỗ đó uống nước trà ha. Ủa, 5 cây lần anh, xa dữ vậy? 4 cây là quay đầu. Rồi. Cố gắng một chút đi. Đâu đến này, con gái là trời ơi trời. Đi coi, đi lại xin nữa đi. Nè, bản đồ nè, bản đồ tới chùa nè. 1 cây 2 nữa à. 1 cây 2 nữa nè. 1 cây 2 nữa tới rồi. Cây hai sẽ tới chỗ mà Chiyugushi. Một cây bảy là tới cái này. À, một cây bảy đâu kia xa lắm. Một cây bảy đâu kia xa lắm. À, mình đi cái này là ở đâu anh? Là cái okay, cộng mình vô á. Cái cộng này xa lắm. Bây giờ phải đi lên đây nữa nè. Tới đây khoảng một cây hai nữa. Được mà. Được không? Được. Được. Anh em ổn. Ui, nó đẹp kìa, khúc này đẹp vô đẹp ơi. Không, chưa thấy đẹp đâu.
Sao quý ra hết đẹp à? Nhưng mà nó nắng là đỡ rồi. Nắng nữa chưa? Đẹp chưa? Cái này này này, cái này cầm cái chai nước rồi uống nước gừng nè. Ấm anh. Trời nóng, nó nóng hổi luôn, nóng sôi luôn á. Thế mà xấu. Nãy giờ có ai nói đúng. Trời ơi. Tàu vũ ra pha hết bão rồi. Đây mọi người không ai nhìn như cổ tích luôn nè, đẹp chưa? Đây, thường thường mình sẽ đi đây sẽ có những bản đồ hướng dẫn nha. Đó mình chỉ đây mình không hiểu gì đó. Mình 50 mét mình sẽ tới một cái gì đó à, 50 mét mình sẽ tới ở villa. Đâu tới đúng rồi, tới này. 50 mét tới villa rồi. Đó đây mấy cô chụp phong cảnh này. Đẹp chưa này, không có gì. Ấy khúc này đẹp chưa? Khúc này đẹp hơn này, nó khúc này nhiều đỏ. Đó đúng rồi, tới cái nhà khu nhà này. Tắt rồi. Ôi, này như trong chuyện cổ tích gì. Anime màu anime anime cái nào, cái này là màu anime nhẹ nhẹ thôi à. Ủa khúc này cũng hay nha, ta trồng toàn mấy cây này không à, hay là tự lên đó. Cây này cây lá phong mà anh Đạt à. Này lá phong này đây này. Đây nó sẽ có cái bản đồ này. Nhưng mà mình đi mình nhìn mình không có biết đâu. Không hiểu đâu. Thôi mình đi tiếp. Chưa, đằng kia nó đường xa lắm đó, xuống cái cảng kia. Qua cái cảng kia bên kia còn đẹp hơn nữa. Có bán gì này? À, bọn ta đi tham quan bảo tàng các kiểu. Cầu Long hả? Đôi cầu Long đứng ở đây. Nhưng mà không có ý nghĩa gì đâu. À trong kia cũng có cà phê gì hả? À, trong đây có cà phê các kiểu này. Qua đẹp. Đẹp ghê luôn này. Ủa mà đẹp. Kỳ luôn đấy. Khúc này sẽ đi cực kỳ đẹp nè. Xưa mình là đi ở đây á, đi tàu mình sẽ đi ở đây này, cực kỳ thích khúc này luôn này. Đó mình thích cái view như vậy này. Đó view đường gỗ xong nè. Xuống đây mình sẽ đi xe bên kia. Ủa cái khúc này đẹp cực kỳ, lá đỏ đẹp cực kỳ nha.
Đồ khúc này là cổ chưa? Này như nhà riêng người ta vậy ta. Đây trước cái bình thường sáng đêm chụp cái cầu này, cầu này cũng này lá lá phong này chưa đỏ. Trước mình đến là cái lá phong hai cây bên hai bên đỏ rực luôn, đẹp cực kỳ luôn nha. Mình sẽ đi vòng vào đây. Ấy đúng rồi, khúc này đẹp mà. Hồi xưa mình sẽ lên đây nè, mê khúc này luôn á, đẹp lắm. Mình sẽ ra đi ra kia, ở đây có cái view đẹp nè. Chơi mình hay chụp hình ở đây này. Có view ở đây. Hôm nay gió dữ rồi trời. Gió mà lạnh quá trời lạnh. Gió rất lạnh đấy. Bãi dưới thì thường là bãi đá. Đẹp ghê luôn đó. Trước thì mình hay đi trên này, đi nhầm khúc trên này. Bên đâu ta? Bên kia. Cái này thường đá đẹp mà. À, lá đẹp. Đẹp chưa? Sẽ có mấy bạn ngồi đây. Trước 12 người ăn đây, không phải ăn đồ kia đâu. Đẹp lắm. Ở kia ta. Siêu nắng xuống đẹp lắm. Đó, khúc này mọi người nhìn này, con đường đẹp cực kỳ luôn nè. Đẹp chưa? Mình đi hơi rung nha, tại gió rung quá. Ui anh, đuôi khổng lồ đẹp cái đỏ kia rồi. Ôi đẹp, đẹp ghê rồi. Cái đó mình sao mình đi ra ngoài đó được ta? Bơi bại. Không đi qua đó được hả? Ôi đó phải 2-3 cây đúng không? Này sao chỗ này nó đóng cửa rồi? Nào ăn tắt bát nữa hả? Chưa nói. Tuy là lá cháy thì vẫn đẹp nha. Như chưa? Giờ mình có sức là mình sẽ đi bộ ra cái đuôi khổng long đồ ghê kìa. Đó nhiều ghê đỏ đẹp quá trời, nhưng mà xa quá. Như sóng biển vậy. Đẹp quá trời đẹp.
này mà có người yêu mọi người nắm tay người yêu đi thôi, đúng chờ. Kia kia là đuôi khủng long. Cái này là cái bến phà này. Thường là phà nó chạy ở đây. Đấy hai cô người Nhật. Đẹp dữ tay. Ở đây cái lá vàng đẹp ghê ta. Ui sóng nhìn thấy ghê luôn á, như biển này. Cái lá đẹp ghê luôn nè. Góc này cũng đẹp lắm. Nó càng đi sâu trong càng đẹp nha. Đẹp chưa? Tại giờ là mùa thu nha. Thời tiết nó cũng khá là lạnh nha mọi người. Giờ khoảng tầm có tầm mười mấy độ nhưng mà gió buốt khá là buốt nha. Sóng đánh nghe như ở ngoài biển nha. Đẹp chưa? Wow. Đẹp. Cảm giác ở đây không khí nó cực kỳ mát nha. Lạnh luôn á. Mà trong trẻo nha. Người thoải mái ở đâu luôn á. Đây có nhà tôi bỏ hoang. Wow, đẹp chưa? Phút này nắng giờ nó mới tới nè. Nhà cũng là nhà gỗ mà. Đẹp lắm luôn, nắng đẹp luôn. Cũng thấy đẹp kia lắm trời. Mà tao bây giờ đổ vô được. Đẹp chưa? Thôi thôi. Càng vô sâu càng đẹp. Nhà mới bỏ hoang như lâu rồi này. Wow. Trong đây chắc không có điện đâu. À có điện này. Đẹp ghê luôn trời. Lung linh mê người. Toàn đi toàn những cây cổ thụ thôi. Nhà gỗ đẹp ghê luôn trời. Lúc này nó khuất gió rồi, mọi người hết gió rồi. Càng đi sâu càng đẹp. Có đuôi khủng
có đường như trong cổ tích em ơi. Phải lắm, đẹp ghế. Đằng kia có mấy bãi cát đẹp kia luôn này. Tí mình xuống lắm mình chơi. Cũng này có một bãi cát này mình xuống. Mấy bạn chụp hình thoát thật. Phải luôn. Cát đẹp về lớn vịnh trước lúc kia. Đi về không? Wow. Đây con thần gỗ. Rêu dày ghê luôn trời. Cả đẹp cực kỳ nha. Như ở rừng hoang sơ này. Nhà ba tố nhiều hàng ở đây. Rất đẹp luôn. Mình đi tới khúc này cái view cực kỳ đẹp nha. Thôi, đã chưa? Thấy gió thổi view nhìn nó kia cái núi hả? Đã chưa? Người nhìn trên đỉnh núi kìa. Mày nó bấm bám như chữ kiểu là gì ta? Bánh kem á. Đẹp ghê luôn á. Ồ. View cực xịn luôn nha. Ồ, đằng kia có mấy bạn đang chụp hình kìa. Quá trời. Đẹp chưa? Bãi cát trắng dài luôn nè. Dài đầu kia. Khúc này kêu đuôi khổng lồng này. View đẹp quá trời đẹp luôn. Nó trời bắt đầu trong xanh mà có nắng xuống rồi. Bây giờ mình quay ngược trở về đầu kia nha. Kia con trâu hai chân nhỉ? Này quay ngược nắng mới căng. Đó giờ khúc này là mình đi khúc cắm trại nha, camping nha. Người ta đang lên tàu rồi, là xuống tàu tùm lum hết kìa. Đẹp phết đi. Anh là đây lái cano vậy. Đồ. Cái này có dê nó xuống đây nữa sao ta? Người ta nuôi sao ta? Hiu à? Hiu này à? Hù. Đây lá đỏ xanh đỏ tím vàng các kiểu. Đây có cá hồ này thường không cá gì ta? Cá cam. Cá cam à? Được. Hồ trên núi cũng có cá cam, được. Chưa bà con. Nhớ nát. Đứng đại phóng ra. Đứng không có gì. Tiếp mình đi lại đầu kia mình đang chỗ suối ra suối kìa. Suối nghịch nha. Suối em có cá mập nó lên ngược nước không?
này có hẹ nước này này. À. Ngày vậy không có cá mập ra suối vậy, chạy không có cá mập đây. Trong khu cắm trại này có giấy tờ mới vô được này. Trời trời. Chịu rồi. Đi ra bờ kia đi. Mà Hiếu biết là đây không? Đã không nhớ đừng vô. Đi thẳng vô. Được, có cây này là lá đỏ đẹp nhất đấy nhỉ. Nó bay rồi. Chưa gì nó bay rồi. Chưa gì đã bay rồi. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Tay này ta bóp vú 3.000 con. 3.000 con, một ngày. 3.000 con. Sữa là mỗi lần thu bao nhiêu lít? 36 tấn một lần. 36 tấn một lần. Ghê trời. Đẳng cấp. 36 tấn một lần. Vườn địa đàng trên Nico nha mấy con. Mua gái hả? Không. Mà nó gọi là chỗ đẹp đẹp hơn chỗ này nữa này. Vòm đẹp nhỉ. Ừ, đây chỗ này. Đấy, chỗ này nó đẹp này. Đấy. Ảnh đi đứng ở cái cơ này đẹp đúng một đôi cho mình cưới ở đây. Nó đẹp cực luôn, nhìn nó. Nhưng mà không có gái. Gái cho mày xem mà. Ôi gái này là má ói chết luôn đấy. Ủa lúc này nắng đẹp chưa này? Nắng xin xin đẹp đi. Cây đẹp ghê luôn này. Mùi của cây này nó phát ra đúng Hiếu? Đúng không? Mùi của cây này đúng không? Kéo khẩu trang, đây là cái mùi của cây này. À đúng rồi, mùi của cây, cái nhựa ở thông này này. Ừ, chỗ này cực kỳ chill luôn nha mọi người. Đẹp ghê luôn này. Mùi của cái lá lúc nó khô này. Ôi đẹp ghê luôn đấy. Này mình chụp hình có gái mà chụp thôi nó đụng tiếng bịch bịch luôn á. Hôm đi vô trong này chơi nè. Chiêu ghê luôn đấy. Khúc này là vườn địa đàng nha, đẹp lắm nè. Đây có mấy chị Việt Nam này. Ui chú đẹp chưa kìa. Kìa. Đẹp không kìa. Ừ cái ảnh này đẹp chụp sáng rồi. Để đi. Thôi không cả nắng được. Ngồi đâu cũng được này, chụp lại đây. Ngồi đây đẹp này. Con đường hôm nay là con đường gì anh Đạt? Anh này là đều trong công viên. À, đều trong công viên. Hai bên vàng, một bên xanh. Cầm chưa? Khúc này mới đẹp này. Ngon lành cành đào luôn. Đây, sáng này, sáng này. Mặt xấu như sáng. Thôi thì cứ đi vào, mất thời gian đi. Lùi đi. Thôi đi anh. Đi, thế anh tao ơi. Anh tao đi khoảng nửa tiếng rồi quay lại ha. Đi, đưa anh tao ơi. Nãy mình đi lạc, mọi người sợ lắm, bà con ấy, mình sợ bắt mình đi về này. Không cho mình đi nữa.
Bây giờ là mình bị hâm he là mình sẽ bị bỏ đói rồi con. Anh đã khóc khóc tao đi. Lúc này là mình đã lên tới suối nước nóng này. Ôi nó đỏ đẹp chưa? Này đỏ như máu luôn nè. Rực luôn. Quá trời đẹp luôn nè. Chú mượn cái lá coi. Ôi đỏ rực luôn nè. Quá trời đỏ luôn. Cái lá phong bây giờ đỏ nè. Quá đỏ luôn nha. Dạ nhỉ. Wow, này tuần sau chắc là đỏ hết luôn rồi. Sao đi nữa, sướng vậy? Sướng ngày thế. Không nhưng mà là 6 rồi. 4 chấm rồi luôn hả? Sen vô ngâm chân nè. À đây đây. Đây cũng có công viên này, đi vô trong luôn nè. À. You are here. Mình là Unoco. Hiện tại bây giờ mình đang ở đây nè, Lay Yunoko. Còn dưới đấy mình là Chujenjiko khác. Chujenjiko là dưới đây. Thác cây con nó sẽ nằm ở dưới chỗ Chujenjiko này. Nó sẽ có cái đường á. Hôm nãy mình đi ra một cái chỗ cái cầu, mình sẽ đi ngược ở đường kia đi. À, nó sẽ nằm ở dưới. Thác nằm bên dưới cái này nữa. Dưới kia nữa. Từ cái chỗ bến tàu luôn, mình sẽ đi ngược ra đầu này. Đó, mình sẽ chỗ ba cái bít lớn, từ đó mình đi ra kia sẽ có thác này đấy. Cái thác mới chạy từ cái hồ chạy xuống. Đó, ngay đó. Giờ mình sẽ đi ngâm chân nha. Đó, mọi người nhìn từ xa đẹp đấy. Phải chuẩn bị đầy đủ để mình vô mình nói này. À, bây giờ mình sẽ đi vô ngâm chân nha nè em. Khúc này cũng đẹp lắm này. Trời ơi, ngâm chân mà cảnh chiêu chiêu nha. Có thêm cô bồ nữa nha. Ôi chút chà ơi. Ôi khúc trên kia là khúc gì đó. Ok, chân này là yếu là chắn. Bao tiền? À, thủ dưới đây. Hết thì bỏ, hết thì thôi. Bỏ tất ở đây anh, bỏ tất bỏ giày đây hả? Sáng quần cao cao lên. Tí sau khi mình bỏ giày kia xong mình sẽ đi vô đây. À, khúc này là Hiếu ơi. Đó, mình sẽ ngọt cọc chân mình xuống đây. Bên này là bao nhiêu độ? Tin tàu. Thấy chưa? Chưa. Tôi em sắp cảm được chân con nó rồi. Ngồi với. Ngồi xuống. Ai kêu máy? Mình máy vậy.
Mình thấy cái này này. À, trắng nõn luôn. Tái lại đi. Cảm giác phê đó nha bà con. Chân hơi nhiều lắm. Ở trên núi nó chảy xuống trực tiếp xuống đây luôn. Hay nó chảy, nó chảy ra chỗ khác này. À, nước ngầm. Nước này có mùi lưu huỳnh hay? Lưu huỳnh. Vô. Ngâm nó có tác dụng gì anh? Mình tắm luôn đây, mình cởi lắm luôn đây, mình cởi chuồng luôn đấy. Mình cởi chuồng, mình tắm luôn. Luôn phong máu. Ừ. Ăn trước khi giờ, có nói gì là chính cái gì. Ừ. Đây này, xương khớp. Tăng cường sinh lý nữa hả? Mấy thanh niên được giữa đây. Mới đối diện thôi. Sau khi ngâm chân xong, chúng ta sẽ phải lau chân sạch sẽ nha. Thôi rồi đi dớ sẽ rất là thúi. Nhưng khi có nước rửa mà nước rửa lại á. Hello mọi người nha, bây giờ mình sẽ đi tới thác Kê Gon nha. Thác này không phải Kê Gon. Không phải à? Không phải. Đúng mà. Du hô vậy hả? Ở dưới kia kìa, đó. Chỗ này mình đang trên đỉnh nha, không phải thác Kê Gon hả? Thác này không phải thác Kê Gon nè bà con. Thôi đi này đi trước. Dài đấy, này một cây mấy đấy. Mình bây giờ mình đang đi xuống cái tháp Yumoto nha anh em, phải tháp Kê Gon nha. Yumoto. Yumoto. Ô cái đường người ta đi xuống cái đường chiếc giác nha. Mà đường chiếc giác bây giờ mình cũng cảm thấy nó rất là dốc rồi nha. Đó trời đây. Đó đường nó đi đường đi xuống tháp Yumoto nè, dọc qua dọc lại dọc tới luôn. Đó đẹp không? Lá đỏ này. Lá đỏ đỏ lá tùm lum hết. Bơ vơ trong chiều mưa, phải cầm đến nhau nghe sao nhớ thầy. Để tìm mình đi xuống dưới nha. Đẹp chưa mọi người ơi, mình tới tháp đúng màu tổ rồi nè. Quá trời đẹp. Ừ, đẹp chưa? Đi xuống dưới luôn nhớ ơi. Ưu tiên, ưu tiên. Ui. Đẹp quá đẹp luôn. Có chân máy mà chụp quá là đẹp rồi. Thế luôn. Ủa có cá nước muối, ai dùng nước muối rồi? Xin nhiều nha. Tối nay về tất ngủ ngon lắm này. Bao nhiêu hả? 400 yên quốc. Thank you.
rất đẹp luôn này. Wow. Đây mình nơi cuối cùng mình có chân tháp nha. Tháp giúp ô tô nha. Ok. Quá trời đẹp. Thế là chị mình chụp cái này nè. Chậm nước, chọn ra chế độ live. Tôi chậm lâu nữa. Lặp lại. Tôi chậm lâu nữa. Đâu? À bạn bạn nó cũng được đấy. Quá đi bạn ơi. Rồi, được chưa? Đẹp thật. Yeah, là mình đang là chụp hình cho mấy bạn nè. Đó, đẹp trai rồi. Oh yeah. Tháp này cũng khá là đẹp nha mọi người. Góc này cho em này đó, em đi đầu kia lại quay. Đấy. Ok, hôm nay sẽ chạy trên hồ ngay xuống nha mọi người. Quá trời đẹp này. Tí mình vô mình sẽ ăn cá ayu nha, review cho mọi người nha. Đây là món cá ayu nha, một con cá này 600 yên nha. Wow, ngon. Ăn mì ăn gì? Mình đã không quyết định không ăn cá tại vì nghe đâu cá tanh lắm. Ở đây hả? Mùi mì gì thơm như thế? Đây này. Vô anh em mình vô cái này. 1, 2, 3 vô. Đúng ăn cơm mà no bụng hơn mà. Ngon không? Ngon không? Ở chị ạ? Ở chị ạ? Ừm à. Trời ơi. Hôm nay review ăn mì cực kỳ xịn đấy mọi người nhá. Ăn mì ngắm lá đỏ, ngắm gái lượn qua lượn lại. Mà gái này hơi lạ đi thôi. Học sinh nhờ ấy. Hai học sinh, hai học sinh lớn tuổi. Giờ mình sẽ đi vô thác Kê Gòn nha anh em. Đây đi với trai đẹp nên là người nó khá là sung. Đi với gái đẹp thì nó mới sung nữa nha. Thì anh em mình đi kiếm gái nè.
Đó, đây có một cô gái này, một cặp Việt Nam này. Nhìn là biết nè. Xách ba lô lên và đi về nơi phía cuối con đường. Lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh quá. Đúng lạnh. Đúng lạnh. Tình con đó. Đó, đường này vô tháp kia con này. Đúng rồi, nó đó. Trong kia đó nhiều gái, chỗ này nhiều gái ở chỗ đó đó. Đúng rồi, đi qua đây. Đó, mình xe cái tay ghẻ, mình đây mình xin nè. Ui chú cha, chị cái bé đứa bé nặng thế nhỉ. Ui, bé này nó xuống quýu luôn. Đi vô, đi vô, đi vô, đi vô, đây nè, đây này, cây con cho mình nè, đó, đó. Kìa gái kìa, ba cô. Ui, phê nhà, phê nhà, phê nhà, phê nhà, phê nhà, phê nhà kìa. Chạy, 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 lên lập kia, chạy lên lập kia, phê nhà. Phê nhà, phê nhà, phê nhà. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh. Này mình quen mà. Đấy, lên, 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 chạy kìa. Đây, 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 đây. Chào chị, chào chị. Cái tiếng cái mông người vậy vậy. Hôm nay mình nuôi mình gặp hai người quen nha. Đấy, chị có tại nãy thấy hai đứa này, hai anh chị đi chung hai người đẹp nên nó chạy dí lại. Bình thường giấy gì nó lại nhà đâu. Cái mông của anh biết rồi. Ui, đông chưa kìa. Ôi đẹp chưa kìa. Chứ mình kêu gái đẹp đó nha. Cái gì? Đây này, đây này, đây này. Đấy, đẹp chưa? Toàn người đẹp không? Hiểu rồi, chạy đi chạy thôi. Đẹp chưa? Ủa sao nãy thấy anh Tôn đầu kia mà anh Tôn đi đầu này nhanh chứ người ta? Ở đâu? Ủa ông đâu vậy? Ông đi trong kia làm gì vậy? Đi đây, đi đây, thế đi mình giả vờ đi vào đây luôn này. À mình đi vào. Ông đi ông mua đồ ăn, mua bia cha ơi. Ông vô mua đồ ăn. Tại mình mới ăn xong. Đó. Cặp cặp nó nhìn đó là thấy thác à. Bây giờ mình sẽ ra thác kê con nha anh em. Xách ba lô lên và đi về nơi phía cuối con. Nó đẹp chưa? Ui, nhóc bên kia mới chụp nó đúng kìa. Đây là thắt kê con này. Đi thang máy, đi thang máy, đi thang máy xuống, đi thang máy ra kê ra thang máy đi xuống. Thang máy á? Hết mấy trăm yên, 2-300 yên nữa. Đi dưới này. Nhưng mà dưới đó nó nhiều gái lắm. Nó chị này những quen này. Này ở đâu đó, thịt. Thôi đến đây là đi ra đây là tôi phỏng đang ngồi. Được chứ chắc. Dạ, luôn là liệu. Này, 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 nó mà bắt được một phát là công an nó hốt mày liền luôn đấy. Thà mình cầm quen như thế này này. Ừ, đúng rồi, mình YouTuber á. Nó lực một phát một thì đi chứ không có đường nào quay về đâu. Nó không cho đi sao ta? Đứng đây à? Ôi! Đây! Đây! Xò mươi đó! Đây là đất kia! Đứng tay đó! Cây gòn! Ôi sao không cho xuống dưới nữa ta? Xuống dưới vất lên trên kia mua thằng thế à? Wow, gió thổi bay nè. Ô, năm nay lên đẹp cực kỳ nè. Góc bên kia lá đỏ tùm lum nè. Wow, gió thổi lá vàng bay. Đẹp chưa? Xem có nàng, xem có nàng cái cá nào ở đây không này đó. Zoom chưa?
zoom. Như không phải là đưa ra là chụp lan không? Các người khác đi vào để chạy. Như dụ như có bút tốt thì chưa chắc đã vẽ đẹp đúng không? Đúng rồi. Phải có kỹ thuật nữa. Đúng rồi. Phải học hỏi nữa. Bài tốt chưa chắc là đánh dốt ra thắng đúng không? Đó, đâu phải đơn giản đâu. Đẹp chứ mọi người. Đó, bây giờ mình đi về nha. Kẹt xe quá. Này mệt quá mệt. Đi đẹp chưa được, đẹp chưa quá chứ đẹp. Quá xa đẹp luôn. Gì làm gì đó bú? Sao bú? Nhật cười. Mình kêu đẹp thiệt mà. Cười nè. Nói chung đẹp trai nè. Đông rồi. Bú làm gì đó bú? Nghe mình thấy đau xót hồi tàn. Hồi về mình sẽ xóa hình của thằng bú đi. Và tiếp theo là hình của Trung và của Hiếu. Xóa hết đi. Ô, cung đường này đúng cung đường đẹp này. Cố nhìn nè. Đâu? Cái đẹp chưa kìa? Chưa đâu, bây giờ thấy khúc ta bựa đâu. Bên này còn men, bên này còn đẹp, bên kia thật sự, tường xuống này. Phải luôn đấy. Đấy, đi bộ xuống để chụp hình nhỉ? Đúng rồi. Vậy mà kêu đẹp mà bú lại chung đẹp trai nó cười. Không chấp nhận. Tí hình của mày tao cho xóa hết đi. Đơn giản. Không người nói nhiều. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Sau mình sẽ đi báo tiếp. Đẹp ghê luôn, đường xuống đẹp hơn đường lên ta. Nách luôn này anh em. Chữ view luôn này. Ừ. Chữ view luôn. Đấy, quay đây này. Wow, trời, trời cũng đẹp nữa. Đỉnh luôn. Quá đẹp nha.